lại với kênh của Cường. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái hạng mục nâng cấp con Giant Escape City Deck. Ở đây mình đang đặt ở cái vị trí pedal, anh em biết rồi. Đây là cái pedal của hãng Giant theo xe. Thực sự thì nói sao nhỉ? Rồi, cần quay lại. Phải nói là nó rất là xấu, xấu thực sự là xấu. Và anh em thấy không? Anh em quay này, nó không có một chút chớn nào ở đây hết. Cường không biết là trong này có vòng bi gì không, nó không chớn. Đấy. Thực ra thì cái việc thay cái pedal này thì nó cũng không quá, tức là nó không tăng quá nhiều hiệu năng cho cái việc gọi là chúng ta đạp xe. Nó thứ nhất là cường tăng vì nó đẹp hơn. Tất nhiên là có chớn ở đây thì cũng chúng ta sẽ dễ chịu hơn. Tại khi mà cái vòng quay của chúng ta đạp ấy, chúng ta đạp cả vòng này này thì cái bàn chân của chúng ta cũng sẽ chuyển động và chúng ta sẽ tốn bớt lực hơn để xoay. Tất nhiên là cái việc này nó không đáng kể. Tuy nhiên là vấn đề lớn nhất đó là nó xấu quá, thực sự nó rất là xấu. Ok, trên tay Cường thì ngày hôm nay thì Cường có pedal của hãng Roman, mã là PDA67. Loại này thì có 3 vòng bi. Đây, Cường mở hộp nguyên đai nguyên kiện. Đó, trong này thì có hướng dẫn gì đây. Đó, họ hướng dẫn chúng ta là cách để tháo này, để tháo pedal thì sử dụng clay số 15, sử dụng lục giác 6, chiều gắn. Ok, cái này thôi cũng chẳng có gì đâu, mình bảo quan bên. Họ cho sẵn chúng ta một cái lục giác số 6. Tất nhiên là cái này nó hơi ngắn, vặn chắc nó hơi thiếu lực. Nhưng mà theo Cường thì hãng cho cái lục giác ngắn như này thì họ cũng đã tính cả rồi. Tức là nó sẽ hơi thiếu một chút nhưng mà nó cũng là đủ để gặn vặn xong cái pedal này. Chứ cũng không cần phải quá dài. Tuy nhiên là Cường thì có bộ lục giác dài hơn, tốt hơn thì cho nó mình dùng cái kia. Ok, đây là nhân vật chính. Pedal thiết kế là nhôm nguyên khối, hợp kim nhôm bên ngoài thôi, còn cái trục này thì họ vẫn sử dụng một trục thép gì đó, như là Ponydian theo cái hãng ghi như vậy. Và quan trọng là nó sử dụng 3 bạc đạn, anh em thấy không, nó chớn lắm này. Đó, chớn. Và quan trọng nhất rồi, hồi nãy cứ nói thôi, nó đẹp và giá thành rất là phải chăng. Kích thước thì đây mình sẽ so sánh anh em thấy không, màu sắc thì nó rất là hợp với cái xe. Đấy, kích thước thì này, cái bề rộng nó rộng hơn và nó ngắn hơn chút xíu. Đấy, khi gắn vào nó sẽ thế này. Đó, các cái răng của nó cũng rất là đẹp. Con này là bằng nhựa này, trọng lượng thì chắc để Cường tháo ra coi trọng lượng nó như thế nào. Đấy, tháo thì anh em đây, clay số 15. Anh em lưu ý giúp Cường cái này, bên này này, bây giờ mình là bên tay phải nhá. Cái cách tháo bên chân phải thì anh em thấy là cái lực đạp của chúng ta là đạp như này. Đó. Thì khi mà anh em vặn vào thì anh em vặn cùng chiều. Vậy thì còn khi tháo ra thì đương nhiên mình vặn ngược lại, tức là cái việc vặn này là mình đạp ấy, mình đạp tới nè, mình đạp tới hay là mình vặn ốc viết tới thì họ nó gây tình trạng siết và nó không bị rơi ra. Nên là mình đạp, mình tháo thì như anh ở đây là mình tháo mà, do đó mà Cường sẽ vặn ngược con ạ. Rồi, đơn giản thôi, rất là nhẹ nhàng. Cái loại này thì nó cũng không có cái lục giác, không có lỗ lục giác đây đâu, cho nên anh em chỉ có thể dùng clay 15 thôi. Cho nên là nếu như anh em mà mua cái pedal về thì anh em phải chuẩn bị lục giác. Clay 15 chứ không thà nào mà mình sử dụng cái lục giác của Roman cho mà mình có thể vặn nó ra được. Đó, tháo nó ra. Rất là xấu. Ok, giờ mình qua bên kia, mình tháo bên kia. Bên trái là mình đẩy tới. Đấy, tương tự như vậy thôi. Nếu mà chúng ta đẩy vặn tới này, tức là chúng ta đẩy tới thì nó là vặn vào. Còn mình ở đây là tháo ra mà, tháo ra thì anh em chỉ cần.
cái, một cái roman và một cái theo hãng. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành gắn vào coi sao. Bên này bên phải, do đó anh em kiếm cái nào mà có chữ R, à, bỏ vào. Mình dùng tay mình vặn được cái bước này. Rồi, sau đó là dùng bên đầu này. Thì anh em cũng lưu ý giống hồi nãy thôi. Tức là ở đây thì nó không dùng cái cờ lê thứ 15 mà mình phải vặn ở bên trong này nè, mình cái nục giác phía sau này. Đây. Phía hông này là một cái nục giác này. Thì cái chiều vặn tới của chúng ta là vặn tới đây đúng không? Đó, đẩy tới. Thì bây giờ để vặn cái đầu này anh em vậy thôi, anh em vặn tới. Đó, mình cứ vặn tới thôi.